Trung đoàn một thời chiến trận hồi ký tác giả Hồ Hữu Lạn số 7 Trung đoàn được bổ sung đủ quân và kiện toàn cán bộ các cấp, cơ quan, cấp ủy Đảng, đoàn theo yêu cầu lãnh đạo đúng số lượng, chất lượng. Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 3 tại Mai Thủy tháng 10 năm 1968 là một dấu ấn quan trọng. Đại hội tập trung đánh giá, tìm biện pháp khắc phục những biểu hiện cá nhân, ngại hy sinh gian khổ, phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, vượt mọi khó khăn, ác liệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu quyết chiến quyết thắng xứng đáng với tám chữ vàng quân khu trị thiên tặng trung dũng kiên cường đoàn kết chiến thắng tinh thần thi đua huấn luyện diệt giặc lập công được phát động thành cao trào các hình thức chiến thuật từ phân đội đến tiểu đoàn được huấn luyện sát thực tế chiến đấu đánh địch cả ngày và đêm có hợp luyện các hình thức chiến đấu trong đội hình trung đoàn. Đây là thời gian đơn vị được huấn luyện bài bản và hệ thống cán bộ, chiến sĩ được trang bị kiến thức và động tác chiến đấu cơ bản. Trung đoàn tổ chức cho chiến sĩ bắn đạn thật, bộ binh và hỏa lực ứng dụng trong chiến đấu cả ngày và đêm với tất cả các loại súng có trong biên chế. Cuối năm 1968, trung đoàn nhận nhiệm vụ vận chuyển gạo đạn vào binh trạm 7 Nam sông Sê-Pôn, đầu nguồn của sông Bến Hải giữa Lào và Việt Nam. Gần 2 tháng vận chuyển từ bờ Bắc, vùng rừng núi Cù Bai sang vùng Ca Mé, Ca Tép, Lào, hàng trăm tấn gạo, muối, đạn dược, tập kết đúng thời gian và địa điểm. Hoàn thành đợt vận chuyển này, trung đoàn về lại địa bàn đóng quân cũ. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1969, hàng trăm chiến sĩ được kết nạp đảng trong dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập đảng. Trung đoàn ăn Tết kỷ dậu với nhân dân lệ thủy cũng là dịp ăn Tết trên quê hương các mạ, các bọ, thật tình cảm và đậm tình quân dân. Có bánh sắn bột lọc, vừa dẻo vừa dai. Ngày 24 tháng 2 năm 1969, trung đoàn chia tay với hậu phương Lệ Thủy Quảng Bình, hành quân vào Nam chiến đấu. Đoàn quân vượt qua ngã ba Thạch Bàn vào vùng rừng núi Khe Bang. Chúng tôi gặp các bác xe thổ Thanh Hóa, đoàn xe Phượng Hoàng mới tinh, nặng chĩu gạo đạn cùng đi rất khí thế. Người chiến sĩ, người dân công cùng ra trận, cười gian như pháo tết. Chúng tôi nói, các bác là lực lượng động viên chiến lược, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, ta sẽ nhanh chóng giải phóng miền Nam. Mọi người cười, đều hô quyết chiến, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy Nhào. Vượt đèo 1001 là quãng đường vất vả nhất. Anh em chiến sĩ đơn vị cối 120 ly phải khênh bằng vai lên dốc. Sức chai trắng bọng môi nín thở mà vươn, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa mỗi người trên vai ba lô, súng đạn, vác súng 12 ly 7, cối 82 ly và 10 ngày gạo cứ lặng lẽ lên dốc và thở. Dưới chân đèo nắng gắt lên đến đỉnh 1001 trời mưa tí tách, mây mù che khuất tầm nhìn trong vòng 10 mét. Cán bộ thu quân dừng nghỉ dọc đường, che mưa, ăn cơm nắm với mắm kem, mồ hôi ra nhiều, bình tông nước chẳng mấy chốc đã cạn chiến sĩ đuôi nhau đi hứng nước suối và ngâm thơ tố hữu. Uống ngụm nước suối trong đỡ khát, trông trời cao mà mát tâm can. Trong vần thơ có chiến sĩ họa theo. Mặc cho nắng núi mưa ngàn, bom thừa, gạo thiếu, chẳng sờn trí chai. Nghỉ 30 phút ăn cơm trưa xong. Qua 12 giờ, đoàn quân xuống dốc sườn núi nhấp nhô lên xuống liên tục. Đến 5 giờ chiều, được chạm giao liên cù bai, đón các anh vào bãi, mắc võng nấu cơm tối ăn và nghỉ lại. Ngày hôm sau, đoàn vượt thượng nguồn sông Bến Hải và sông Sê Pôn. Nguồn của hai con sông này chảy về hai phía Việt Lào như vòng tay hữu nghị ngàn đời chảy xiết. Chúng tôi qua vùng Camế Ca Tép tiếp tục hành quân đến trạm 15 là tổng trạm của các đầu mối, bổ sung gạo muối, nghỉ chân một ngày và lấy sức hành quân tiếp. Từ trạm 15, trung đoàn phải hành quân đêm để vượt qua đường 9, phía Lào. Tiếp tục vượt dốc Nguyễn Trí Thanh là dãy Pu Rệp, Puom, Nam đường 9, cao trên 1.000 mét và đi sâu xuống phía nam khu vực rừng Le Mường Nòng vượt dốc lần này khác với năm 1968 hồi đi vào Huế tiến công địch Tết Mậu Thân. Máy bay Mỹ đã phát hiện đường đi và đánh bom nham nhở. Mọi người yên lặng bám theo nhau mà đi phải vượt đường vượt đèo trước khi trời sáng để xóa dấu vết và lẩn vào rừng. Cả chặng đường dài vào chiến trường cũ còn bom bi, mìn lá, Mỹ giải dày đặc dọc đường đây là loại bom bi tròn. Khi rơi từ quả bom mẹ, chúng bung ra một diện tích lớn trên đường và trong rừng. Quả bom tròn như quả ổi, khi chạm đất, có bốn dây theo lò xo bung ra bốn phía chờ nổ. Người đi vô tình chạm dây là nổ, những viên bi nhỏ như bi xe đạp bắn vào người, rất khó cứu chữa. Mình lá chúng chế tạo màu xanh như chiếc lá, dài khắp rừng. Chiến sĩ ta đạp lên bị nổ tét bàn chân, một người bị thương, bốn người khiêng cáng, đâu còn quân để chiến đấu. Chúng còn dài cây nhiệt đới trên những quãng đường cơ động của quân ta. Cây nhiệt đới là một chiếc hộp nặng bằng sắt, dài 80cm, đường kính 10cm, nặng khoảng 10-15kg, đầu dưới nhọn, đầu trên có 5 cánh như quả đạn pháo. Trong đó, chúng cấu tạo một máy phát thu vô tuyến, trên ống hộp là năm cành cây bằng nhựa màu xanh lá cây trong con lõi thép là năm đầu anten tua ra bốn phía và chọc lên trời để thu tiếng động xe pháo bộ đội hành quân nói chuyện là âm thanh bị truyền về trung tâm thu tín hiệu xử lý địch cho phi pháo oanh tạc chặn đường sát thương lực lượng ta máy bay mỹ thả cây nhiệt đới từ độ cao hai đến ba km nó có đầu nhọn rơi cắm phập sâu xuống đất trong rừng chỉ lòi năm cành xanh là năm đầu anten trên mặt đất ta khó tìm kiếm phát hiện cây nhiệt đới có bộ pin nguồn phát tín hiệu nhiều tháng trời trong rừng ở những khu vực nghi ngờ có ta chú quân đi lại và xe cộ vận chuyển cũng có đơn vị bị cây nhiệt đới thu được tiếng động mà bị chúng đánh bom pháo tổn thất vì vậy trên đường hành quân và nơi đóng quân không được nói chuyện to và phải kiểm tra gỡ bỏ chúng. Ngày 17 tháng 3 năm 1969, trung đoàn đến Mường Nòng vào vị trí trú quân ở Thung Lũng A Túc nhận lệnh chuẩn bị chiến đấu. Cuộc hành quân Marikei của lực lượng hỗn hợp, sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ và sư đoàn 3, sư đoàn 1 ngụy đổ bộ chiếm động cố ác đánh ra vùng Tam Tanh, A Rơi, sát biên giới Việt-Lào. Xe tăng của chúng tấn công ra dọc bờ sông Sepol là biên giới hai nước. Hồng đẩy lực lượng quân giải phóng, bật hết sang đất bạn Lào, bình định địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ngày 29 tháng 3, trung đoàn bước vào chiến đấu. Tiểu đoàn 7 tập kích diệt được một đại đội Mỹ ở Tam Tanh trong đêm 31 tháng 3 năm 1969. Trong trận này, ta hy sinh bốn đồng chí. Có đồng chí Quảng, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 7 quê Hà Bắc, tiểu đoàn 9 đánh cụm địch ở A rơi, hỏa lực và công binh giải mìn, phục kích, đánh xe tăng địch càn ra bờ sông Sepol. Đầu năm 1969, tôi về làm chủ nhiệm công binh trung đoàn. Đồng chí Nguyễn Phương Đông là trợ lý công binh, cùng ăn ở và chiến đấu bên cạnh tôi gần 2 năm. Đến cuối năm 1970, tôi về tiểu đoàn 9 làm tiểu đoàn trưởng mới chia tay. Phương Đông quê ở Kim Sơn, Ninh Bình, sinh năm 1947, học hết phổ thông, 10 trên 10 năm 1965, tròn 18 tuổi, nhập ngũ. Anh được biên chế vào tiểu đoàn công binh sư đoàn và năm 1968 được bổ sung về đại đội 17 công binh trung đoàn Kiến Giang, là đoàn 8 sông Lô và là trung đoàn 3 sư đoàn 324 sau này. Được huấn luyện tiểu đội trưởng công binh, nắm vững kỹ thuật binh chủng, có trình độ viết lách, chụp ảnh và ăn nói lưu loát, sáng dạ. Sau này, anh là đại tá giáo viên công tác Đảng, công tác chính trị ở Học viện Quốc phòng Hà Nội. Anh nghỉ hưu tại quê vợ, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội năm 2009. Khi nhận nhiệm vụ đánh mìn diệt xe tăng địch bên bờ sông Sepon, chủ nhiệm công binh tổ chức một trung đội công binh vượt sông sang đánh mìn kết hợp với bộ binh tiểu đoàn 9 có B40, B41, mai phục xe tăng bộ binh Mỹ. Một tuần cơm nắm lương khô nước suối bám đánh địch, lực lượng công binh và bộ binh do phương Đông chỉ huy diệt được 7 xe tăng và gần 50 tên Mỹ, trong đó công binh được xác định diệt 3 xe có 20 tên Mỹ là kết quả của đánh mìn. Trong chiến thắng cũng có tổn thất, do kiểm tra mìn không cụ thể, bị mìn nổ, đồng chí Nguyễn Chiến Xuân, quê Yên Phong, Ý Yên, Nam Hà, chiến sĩ trẻ nhất đại đội hy sinh. Đồng chí Xuân còn có anh là Nguyễn Chiến Thắng ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, hy sinh năm 1968 đồng chí Đông trợ lý và đồng chí Quý trung đội trưởng bị điếc một thời gian, chúng tôi gọi là Đông điếc, Quý điếc. Khi tôi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 3, anh là trưởng ban tuyên huấn của trung đoàn. Cuộc sống chiến đấu là một chuỗi kỷ niệm sâu sắc thương yêu nhau như ruột thịt. Tôi nói với Phương Đông, thời kỳ cậu xuống chỉ huy bộ binh, mình cũng lo không giữ được gáo cho mẹ. Trung đoàn 3, sư đoàn 324 liên tục tấn công địch vùng Tam Thanh, A Rơi, kết hợp với đặc công đại đội 20 do đồng chí Nguyễn Duy Hào, quê Thọ Xuân Thanh Hóa, làm đại đội trưởng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, quê Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An, làm chính trị viên, chỉ huy. Cùng bộ binh mặt trận 7, diệt sở chỉ huy Trung đoàn Mỹ ở Động Cô Ác. Sau gần 2 tuần chiến đấu, Trung đoàn đã góp phần đánh bại cuộc hành quân Marikai của Mỹ, diệt gần 200 tên và 7 xe tăng. Mới là đầu xuân 1969, nhưng Mỹ Ngụy đã nếm hai đòn thất bại ở Kokava, Tam Tanh, A Rơi. Đến tháng 4 năm 1969, chúng mở tiếp cuộc hành quân quy mô lớn lên A Sầu, A Lưới. Nhằm bốn mục tiêu, đánh bật cơ quan chỉ huy đầu não và chủ lực ta sang bên kia biên giới, thực hiện ngăn chặn từ xa Hồng phá một cuộc tấn công nổi dậy như mùa xuân 1968, chặn tuyến vận chuyển vào Nam Thừa Thiên, giữ thế càn quét Bình Định ở Đồng Bằng, ngăn chặn phong trào đấu tranh ở Huế, đưa quân ngụy vào chiến đấu, chuyển dần sang Việt Nam hóa chiến tranh. Lần này, chúng đưa lực lượng Sư đoàn Dù 101 thiện chiến và Sư đoàn một ngụy chiếm các cao điểm Cô Pung, Re Lao, Ta Tách, Pa Đu, Tà Bạt, Ngã ba A Cò, giao điểm đường 12 Huế lên đường 14 A lưới, thiết lập căn cứ hỏa lực chuẩn bị cho cuộc tiến quân, tuyết rơi trên đỉnh núi A pát đánh chiếm động A Bia. Động A Bia là khu rừng rậm nằm dọc biên giới Việt Lào, đỉnh có ba mỏm thành thế chân vạc, hơi chọc vì trước đây địch đã lên có bãi đáp máy bay trên đỉnh, dọc bờ sông Đáp liền phía bắc. Có các đỉnh 916 và 903, động Abia thoải về phía nam, nối liền Padu, A Sầu. Phía đông có đồi nhiều mỏm như dãy chen nít, bãi chuối, chân động so xoải về phía đông đến thung lũng A Lưới, dốc đứng về phía bắc dọc sông Đáp Lìn. Mỹ có ý đồ mở cuộc càn lớn lên động Abia, hòng tiêu diệt lực lượng ta đang chốt trên động. Chúng tôi được biết đây là lực lượng của tiểu đoàn 3, trung đoàn 9. Sau Tết Mậu Thân 1968, còn bám trụ địa bàn với trung đoàn 6 ở Thừa Thiên. Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên phán đoán sau thất bại ở Cô Ca Va và Tam Tanh, A Rơi, Mỹ sẽ mở cuộc tấn công lớn lên vùng A So A Lưới và Động A Bia. Đầu tháng 3 năm 1969, Bộ Tư lệnh Quân khu đã giao nhiệm vụ chiến đấu cho Sư đoàn 324. Trung đoàn 3 phải chạy đua với địch. Cuộc chiến ở Tây Quảng Trị, Tam Tanh, A Rơi vừa tan khói súng thì được lệnh hành quân vào Thừa Thiên. Ngày 15 tháng 4 năm 1969, lần lượt các tiểu đoàn thu quân và hành quân ngay. Đoàn quân tiếp tục đi qua rừng thông lên động cao bồi về A Rum và A Lê Lốc theo dấu chân đường giao liên trước đây chiến trường đã được chuẩn bị, đường đi dễ hơn, cung độ hầm hào có sẵn, các loại mìn lá bom bi được công binh quân khu phá gỡ an toàn. Quanh năm tranh thủ, bốn mùa khẩn trương, hành quân xa mang vác nặng. Sau 15 ngày, lội suối trèo đèo đi mải miết về phía tây động so, chúng tôi đã vào khu vực tập kết chú quân chuẩn bị chiến đấu cả tiểu đoàn vào trú quân ở các vị trí dự kiến theo phương án chiến đấu. Hậu cần trung đoàn đôn đốc lực lượng tranh thủ vận chuyển gạo, đạn vào khu vực Làng Mèo, Binh Trạm 7 và vùng A Lê Lốc vào lót ổ chân Nam Động So, kho K61 địa đạo Lam Sơn. Trung đoàn vào chiến đấu lần này với phương án vận dụng chiến thuật, vận động tấn công, kết hợp chốt, tạo dựng cho được cụm chốt liên hoàn, thu hút quân Mỹ vào sâu, tạo điều kiện cho các đại đội, tiểu đoàn, cơ động tấn công, tập kích vào từng cụm quân Mỹ đóng quân, giã ngoại và quân ứng cứu. Xây dựng cụm điểm chốt A Bia 999m, có hai điểm cao lân cận về phía bắc bên bờ sông Đáp Lìn là 916 và 903, thành thế liên hoàn, đánh địch Đại đội công binh được nhận nhiệm vụ bí mật vào làm công sự trên trận A Bia. Cán bộ cơ quan trung đoàn đi nghiên cứu cụ thể địa hình và chỉ đạo công binh đào công sự chiến đấu, công sự hỏa lực, công sự chỉ huy thành một hệ thống kiên cố trên đồng A Bia. Lên đồng A Bia nhận địa hình, nhận địa bàn trận địa, tôi còn nhớ đồng chí Bình, chính trị viên tiểu đoàn 3 trung đoàn 9 là cán bộ trực tiếp bàn giao. Bám trụ địa bàn chiến trường Thừa Thiên từ năm 1968 đến nay, tiểu đoàn 3 chưa được bổ sung củng cố, quân số thiếu hụt, sức khỏe yếu. Chúng tôi thầm nghĩ, mình được ra Bắc củng cố nay vào thay quân cho bạn về hậu phương củng cố bổ sung là nhiệm vụ và vinh dự. Quyết tâm chiến đấu giữ vững địa bàn, đảm bảo cho binh trạm 7 của đồng chí Đậu Ngọc Sự, binh trạm trưởng đảm bảo hậu cần mặt trận. Đồng chí Sự là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 27 công binh quân khu 4 đóng ở Nam Đàn là thủ trưởng cũ của tôi. Thầy trò gặp nhau tại chiến trường xa xôi sau 4 năm trời, 1965-1969, mừng tuổi lẫn lộn. Là người quê thừa thiên, đồng chí nói, quê mình thừa trời, thiếu đất, các cậu phải bảo vệ bằng được động A Bia. Chúng tôi bắt tay nhau và cũng chia tay nhau từ đây vì sau đó địch đánh A Bia nên binh chạm bên bờ sông Đáp Lìn phải di chuyển. Cuộc thay quân của Trung đoàn 3 trên đỉnh động A Bia cho tiểu đoàn 3 Trung đoàn 9 diễn ra bí mật tuyệt đối. Vì thế, nên khi sư đoàn dù một linh một Mỹ đánh lên động A Bia, chúng bị bất ngờ và bị thất bại ngay từ đầu. Bí mật quân sự là yếu tố thắng lợi to lớn mà nhà quân sự nào cũng phải tận dụng Quá trình nhận nhiệm vụ chiến đấu, đánh sư đoàn dù 101 Mỹ càn lên động A Bia dưới sự chỉ đạo của tư lệnh sư đoàn 324 Chu Phương Đới và chính ủy Trần Văn Ân, hai thủ trưởng xuống bám sát đơn vị cùng trung đoàn nghiên cứu tìm cách đánh, xác định quyết tâm và sử dụng lực lượng. Vì đây là một trận đánh quan trọng sau khi thành lập lại sư đoàn 324 chiến công diệt được nhiều Mỹ ngụy là thiết thực để hỗ trợ cho cơ sở cách mạng vùng đồng bằng củng cố lòng tin đối với chủ lực ta đang đánh và diệt địch ở vùng rừng núi. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1969, Đảng ủy Trung đoàn họp, hội nghị được tư lệnh Sư đoàn Chu Phương Đới và Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn Trần Văn Ân theo dõi chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt quyết tâm chiến đấu. Bí thư Đảng ủy Trung đoàn Kiều Tam Nguyên báo cáo nội dung và mục đích yêu cầu của cuộc họp. Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan báo cáo quyết tâm chiến đấu của Trung đoàn, sử dụng lực lượng và các hình thức chiến thuật để tiêu diệt địch. Cụ thể, sử dụng tiểu đoàn 8, đồng chí Nguyễn Ninh, tiểu đoàn trưởng và đồng chí Lê Ngọc Mai, quê Thanh Luân, Thanh Trương, Nghệ An. Chính trị viên tiểu đoàn chốt giữ động A Bia, tiểu đoàn 7 do đồng chí Tăng Văn Miêu, tiểu đoàn trưởng và đồng chí Trần Triền, quê xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình, làm chính trị viên chỉ huy, cơ động sườn Tây Nam Động A Bia, bao gồm các điểm cao 916 và 903. Tiểu đoàn 9, đồng chí Võ Vượng, tiểu đoàn trưởng, đồng chí Hồ Chư, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, chính trị viên, chỉ huy cơ động ở Bắc và Đông Động A Bia, bao gồm kho K61, Nam Động So và dãy Che Nít, bãi chuối và dọc đường 14 A Lưới chốt kết hợp vận động tấn công toàn trung đoàn, lấy tiêu diệt sinh lực địch là chính, đánh địch dã ngoại cả ngày và đêm, sử dụng linh hoạt phân đội nhỏ, kết hợp đánh tập trung đại đội, tiểu đoàn, đánh gần cài răng lược, hạn chế phi pháo địch. Dự kiến lực lượng sư đoàn dù 101 một một Mỹ đánh chiếm động A bia bao gồm các điểm cao 916 và 903. Về phía đông là dãy Che Chenit nối với đường 14 các tiểu đoàn vận động tấn công. Tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 chuẩn bị sẵn đường xá cơ động. Tiểu đoàn 8 tiếp tục củng cố công sự chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ đánh gần và sử dụng mìn định hướng, lót nhiều đạn gạo và vật chất chiến đấu bám trụ dài ngày. Thời gian địch tấn công có thể từ ngày 10 đến 15 tháng 5. Chúng sẽ cho phi pháo dọn đường, dọn bãi và tấn công chiếm động A Bia, đồng chí trung đoàn trưởng báo cáo tóm tắt về công tác đảm bảo hậu cần quân y và công tác thương binh liệt sĩ các vị trí sở chỉ huy và các đơn vị phía sau đồng chí bí thư đảng ủy chính ủy trung đoàn kiều tam nguyên tóm tắt và nhấn mạnh yêu cầu lãnh đạo của trận đánh xây dựng ý chí quyết tâm của các cấp lãnh đạo của các cấp ủy đảng và gương mẫu của cán bộ đảng viên đồng chí nhấn mạnh đây là trận đánh dài ngày, quyết liệt với lực lượng sư đoàn dù một linh một Mỹ. Trung đoàn được củng cố và huấn luyện tốt, có lực mới và quyết tâm mới, nhất là chất lượng được củng cố sau đại hội đảng các cấp và kiện toàn chất lượng số lượng lãnh đạo. Đồng chí Bí Thư phát động thi đua diệt giặc lập công, dành nhiều danh hiệu dũng sĩ. Chính ủy sư đoàn Trần Văn Ân nhấn mạnh, đây là thời cơ diệt Mỹ lần thứ hai của sư đoàn tiếp nối đường chín Quảng trị năm 1966 và là lần đầu tiên sau khi tái lập sư đoàn 324 trung đoàn gia quân đánh Mỹ lần này là đại diện cho lực lượng vũ trang quân khu nói chung và của sư đoàn 324 chúng ta nói riêng các đồng chí phải nỗ lực vượt bậc anh dũng tuyệt vời thông minh sáng tạo trong tấn công và chốt giữ địa hình đơn vị chốt đánh địch đau, địch bại sẽ hỗ trợ tạo thời cơ cho các đơn vị cơ động tấn công tiêu diệt địch. Ngược lại, các đơn vị vận động tổ chức diệt nhiều địch là thiết thực hỗ trợ đảm bảo cho lực lượng chốt giữ vững trận địa. Cuộc họp thảo luận kỹ nhất trí cao, đơn vị phấn khởi tin tưởng, nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Ngày 8 tháng 5 năm 1969, Đại đội Công binh Trung đoàn do đồng chí Phạm Đình Lượng, Đại đội trưởng, quê xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An và đồng chí Phạm Xuân Hoài, quê xã Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định làm chính trị viên, bàn giao sở chỉ huy động A Bia cho tiểu đoàn 8 của đồng chí Nguyễn Ninh, tiểu đoàn trưởng và Lê Ngọc Mai, chính trị viên, chốt giữ. Tiếp tục củng cố công sự chiến hào và làm thêm chiếng ngại, hố bắn, cài mìn trên các hướng dự kiến địch sẽ tấn công. Cán bộ, Chiến sĩ công binh huấn luyện cho chiến sĩ tiểu đoàn 8 sử dụng mìn định hướng, nhất là sử dụng cơ động trên hướng địch đến, giá mìn và bấm nổ bằng máy điểm hỏa một phát của Mỹ. Trong chiến đấu phòng ngự để tránh phi pháo địch đánh phá trước lúc tấn công, bộ đội ẩn nấp an toàn, sau pháo hỏa địch xô nhau lên chốt. Chiến sĩ ta để địch đến gần cơ động giá miền định hướng đặt mé chiến hào bấm nổ và bất ngờ nổ súng làm cho địch chết và bị thương hàng chục tên ngăn chặn bẻ gãy các mũi tấn công cỡ trung đội đại đội mỹ song song với tiểu đoàn tám chiếm lĩnh trận địa tiểu đoàn bảy và tiểu đoàn chín cũng bí mật ém quân theo phương án chiến đấu làm hầm trú ẩn và đường cơ động theo dự kiến các trận đánh mặc dù rất gấp nhưng các đơn vị đã chạy đua với thời gian, ngày đêm chuẩn bị nên tất cả đang ở trong tư thế chủ động sẵn sàng chiến đấu. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.